Xin chào mọi người, và đặc biệt là các anh trai chị gái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của mọi người. Từ đầu năm đến giờ, nếu đúng ra là năm nay mọi người Bính Thìn với Thân Tý Thìn tam hợp của năm. Nếu mà người nào không biết thì chỉ tính năm nay năm Tý, mình tuổi Thìn mà có Thân Tý Thìn tam hợp của năm cộng với nam mạng sao Mộc Đức thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều tốt đẹp xảy ra. Tuy nhiên là đó là nhìn về tuổi, còn nhìn về mà trụ thiên can, tức là trụ ảnh hưởng về tài lộc và công việc, chữ Bính của năm nay nó khắc chữ Canh, cho nên là thật sự mà nói thì không như mong muốn của các anh các chị. Về mặt gia đạo tình cảm thì cái trụ mà địa chi có Thân Tý Thìn tam hợp á thì tốt đẹp, tuy nhiên là tài lộc và công việc thì đặc biệt là khó khăn, nhất là cái tháng 2 và tháng 3. Tháng 4 thì nói tốt đẹp thì cũng không phải là tốt đẹp cho lắm, dù rằng chữ Bính hợp chữ Tân. Vì sao? Thì tháng 2 là tháng Mão, là tháng lục hại đối với người tuổi Thìn. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn, Bính Thìn Canh của năm, rồi Bính Thìn Canh luôn của tháng, cho nên là các anh của Bính Thìn năm nay thì gặp rắc rối nhiều ở trong cái việc tài lộc, chứ còn không như mong muốn của mình ha. Thì em có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm rồi, bây giờ mình rạp cái đầu cuối của 6 tháng cuối năm đối với mọi người thôi, chứ không có lòng vòng nhắc tới nhắc lui giống như là những cái tuổi mà mình chưa có làm cái vận hạn cũng như là tử vi đầu năm. Tháng 6 thì mình đã làm rồi, thì bây giờ rạp tới tháng 7. Tháng 7 của năm nay là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân á, thì là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng là người mệnh thổ gặp tháng thủy là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng những cái bệnh nạn nhẹ. Người Bính Thìn thì đặc biệt là người có trực dương, như nói con rồng này. Con rồng này là con rồng canh cửa thiên đường, canh cửa của nơi những nơi linh thiêng. Đối với những người mà theo Phật giáo á, thì tháng 7 là tháng cô hồn, cho nên là tháng gọi là sát tội vong nhân, âm binh nhiều, cho nên là người mà trực dương nhiều thì không tốt vào tháng âm nhiều. Xét về cái thuyết gọi là mê tín gì đó một tí xíu là như vậy, cho nên là tháng Thân là tháng thổ, mà thổ khắc thủy là thì cái phúc tinh và tài tinh nó bị ảnh hưởng, nó không phát huy tác dụng, cho nên là tháng này đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhưng mà nhẹ thôi, không có nặng nề. Thiên can giáp Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Chữ giáp nạp âm ngũ hành là mộc, Bính là hỏa, cho nên có thể nói đây là một cái bộ nạp âm ngũ hành tương sinh cho cái nạp âm ngũ hành thiên can, thì cái này nó sẽ tốt về mặt tài vận nhưng không lớn được ở mong cầu. Rồi địa chi thì tốt đẹp với Thân Thìn thuộc nhóm tam hợp Thân Tý Thìn, dấu hiệu cũng nhiều may mắn, không những cho gia đạo tình cảm mà là còn ảnh hưởng cho cả công việc nữa. Đây là một cái điều tốt đẹp. Tháng này tuy là tháng cô hồn nhưng mà nhiều khi tháng này lại gặp quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là các anh nam với sao Mộc Đức chứ bạn. Các chị nữ thì như đã nói hơn hồi đầu năm là sao thủy diệu, có sao thủy diệu thì dễ có sự chia ly, sẽ có tan, dễ có tan ở trong gia đình. Tiếp tục là tháng 8. Tháng 8 là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy, cũng giống như là tháng 7 với thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bộ mạng sức khỏe suy yếu, cần cẩn trọng cái bệnh nạn nhẹ, phúc tinh và tài tinh vì thế nó không có tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì khá giống với tháng 7. Vì sao? Vì Ất và Bính thì không có xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì nạp âm ngũ hành là mộc, Bính thì là hỏa, cho nên như vậy có thể nói thiên can là nạp âm ngũ hành tương sinh, cũng giống tháng 7, có thể là có tài lộc nhưng không quá lớn. Tốt đẹp hơn cả cái tháng 7 về phần địa chi đó là sao? Là Dậu với Thìn là thuộc nhóm lục hợp. Người ta nói thiên can mà rơi vào một lần ấy, là nhiều may mắn, dễ gặp tình cảm nếu như các chị Bính Thìn độc thân. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, tháng này rất dễ có tình cảm. Khi mà có cái lục hợp ở trong địa chi
nó tương trợ ngược lên trên cho cái thiên can, thì hy vọng rằng là sẽ có được tài lộc hanh thông tốt đẹp hơn. Tại vì sao? Từ mối quan hệ thì thời buổi này quan hệ thì sẽ có nhiều cái tài lộc, nhiều cái công việc sinh ra. Hy vọng rằng chuyển qua 6 tháng cuối năm, được 2 tháng đầu có cái sự, 1 tháng thì tam hợp, 1 tháng thì lục hợp, thì sẽ có nhiều cái thuận lợi ở trong công việc. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất chắc chắn là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là thổ đồng mạng, bổn mạng và sức khỏe không cần phải suy nghĩ lo toan. Bính thì lại cũng đồng hàng với Bính Tuất, với Bính Thìn đồng hàng, cho nên là công việc tài lộc may mắn sẽ hanh thông. Tuy nhiên địa chi, tức là phần nói về tình cảm gia đạo của người Bính Thìn ở trong tháng 9 không tốt. Vì sao? Vì Thìn Tuất thực chất là nó sát nhau trong tứ hành xung, và nó cũng là lục xung, cho nên là gia đạo tình cảm cẩn thận nhiều buồn phiền, dễ gây gỗ, dễ có những cái sự mà gọi là không tốt đẹp trong các mối quan hệ, thậm chí là giữa người với người, công việc, chứ không phải riêng về tình cảm gia đạo không đâu. Cho nên là nếu như là mình thì các anh các chị sẽ phải cẩn thận cái tháng 9 về cái mối quan hệ thị phi tai tiếng, nhất là nữ mạng, khi mà có sao thủy gì chứ mạng, thậm chí là sẽ có buồn phiền trong gia đình, thậm chí là tan chế cũng rất dễ xảy ra trong tháng này nha. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì thuộc thổ, cho nên là thổ là đồng hàng, bổn mạng, sức khỏe tốt, cũng giống như tháng 9, không có vấn đề. Đinh Mậu, Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, về mặt tử vi cả Bính lẫn Đinh thì đều là hành hỏa hết, cho nên là tốt đẹp. Về cái công việc không có nhiều chống phá, không có cái gì lớn lao. Hợi với Thìn, có một số sách thì nói rằng Hợi với Thìn là tự chủ bên ngoài, không hình lại, cũng không có xung khắc nhau. Nhưng cũng có một số sách, đặc biệt là của cụ Ba La, thì nói rằng Hợi với Thìn là bị tướng tuyệt. Và mình nghiên cứu, mình cũng thấy nó là tướng tuyệt. Hợi với Thìn thì hay khắc khẩu, xung mệnh khắc khẩu, cho nên là có thể nói nhìn bề mặt thì không có việc gì, nhưng mà ẩn chứa nhiều cái sự rối rắm rầy rà, nhưng chắc chắn là sẽ không bằng tháng 9 với lục xung. Cũng có thể là tháng 9 lục xung nó có nhiều rầy rà rối rắm, tháng 10 mình phải đi giải quyết ha. Rồi tiếp tục là tháng 11. Tháng 11 của năm Canh Tý năm 2020, tức là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý. Tháng Tý, tháng Mậu Tý này thì là tháng hỏa. Như vậy bổn mạng mình là hỏa sinh ra thổ, bổn mạng được tương sinh, bổn mạng sức khỏe không cần phải lo lắng, đặc biệt là phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi rất nhiều, tốt. Thiên can là Bính Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, ok, đó, không có vấn đề về công việc tài lộc ở trong cái tháng 11 này, tháng Tý này. Thiên can như vậy được địa chi gì sao? Tý với Thìn là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, giống như là cái tam hợp ở trên, thì đem đến nhiều may mắn cho gia đạo tình cảm, thậm chí là ở đây với cái sự tốt đẹp hỏa sinh thổ ở bốn mệnh, nếu như công việc có rơi vào bế tắc thì cũng dễ dàng được cái người hỗ trợ giúp đỡ mà vượt qua cái khó khăn. Đây là một trong những cái tín hiệu rất là tích cực đối với cái người Bính Thìn, đặc biệt là với nam mạng. Em nói vui cho người Bính Thìn từ nam mạng, nhất là nam mạng từ đầu năm tới bây giờ sao tốt nè, được năm thuận, nhưng mà từ đầu năm tới tháng năm giờ có làm gì được đâu. Thì hy vọng là từ tháng 7 trở đi thì sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn ha. Rồi tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, đó là tháng 12, tháng chạp. Tháng 12 năm nay là tháng Kỷ Sửu, tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy cũng không khác gì tháng 11 với hỏa tương sinh cho thổ, bổn mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, tốt đẹp. Như vậy thì không phải lo lắng, phúc tinh tài tinh sáng lên ngon. Rồi thiên can là Bính Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cho nên có thể nói là công việc cũng không có gặp gì chống phá, không có gì lớn lao, không gặp nhiều chuyện khó khăn hơn,
ha. Rồi à, địa chi thìn tuất sửu thìn sửu à, đây là địa chi thuộc nhóm tứ hành xung nhưng mà xa nhau ở trong cái bộ tứ hành xung cho nên à, và gặp nữa thìn với sửu thì đều là thổ cho nên cái sự xung khắc nó không quá lớn cho nên mà gia đạo tình cảm à, có chuyện không vui nữa thì nó cũng nhẹ nhàng thôi nhưng mà nữ mạng á, thì do có sao thủy diệu khi mà rơi vào những tháng mà xung tuổi thì rất dễ có cái việc không tốt đẹp chia lìa ở trong à, tình cảm gia đạo cho nên nếu là các chị nữ thì rơi vào những tháng như là tháng 9 này tháng 10 và tháng 12 thì là em cực kỳ cẩn thận ở trong cái vận hạn sau tháng cuối năm về mặt tình cảm gia đạo nếu gặp chuyện bất bình à, có thiệt hại cảm thấy tức tối thì thôi nhịn đi để mà mọi việc nó qua cho nó chắc ăn à. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh các chị Bính Thìn sinh năm 1976 cái tử vi nó không nộp cái vận hạn chứ còn tử vi thì hồi đầu năm em đã chia sẻ rồi của 6 tháng cuối năm của năm Canh Tý năm 2020 có khá nhiều điều tích cực ở trong cái thiên can tức là cái phần chủ ảnh hưởng về công việc sẽ tốt đẹp hơn tuy nhiên có hai tháng như là tháng 9 tháng 10 và tháng 11 đặc biệt là tháng 9 các anh các chị phải cẩn thận về cái việc gia đạo tình cảm của mình có vấn đề như vậy thì ở phần 6 tháng cuối năm này có nhiều cái cơ hội tích cực hơn đối với các anh các chị tuổi Bính Thìn. Hy vọng rằng các anh các chị sử dụng cái thông tin em mới tổng hợp và chia sẻ như một cái hành trang nhỏ để mà biết quyết định nên cương nên nhu ở trong công việc hay là cái vận thế của mình ra sao. Rất mong mà được sự ủng hộ của mọi người ở những video tiếp theo có thể nói về tuổi Bính Thìn hoặc là các tuổi khác mà người thân của các anh các chị. Các anh các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho những người tuổi Bính Thìn biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy có thể là của các anh chị, con cái hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.